Cho tới bây giờ thì thời điểm này thì tôi cũng chưa dám hình dung là lúc nào mình sẽ được cái kết thúc, nhưng mà tôi đang có cái niềm tin rất lớn là chúng ta sẽ kết thúc, chúng ta sẽ được kết thúc trong cái thời gian gần sắp tới. Thì qua mỗi một cái giai đoạn mà chúng tôi tham gia chiến trường khác, từ Đà Nẵng hay là ở Bắc Giang, thì mỗi khi mà rời một cuộc chiến như vậy, nó để lại cho mình một ký ức lớn lắm cho cuộc đời của mình. Mà tại Đà Nẵng hay là tại Bắc Giang, chúng tôi lúc đó chúng tôi cũng nghĩ là chắc có lẽ là đây là một cái cuộc chiến lớn nhất rồi đó. Nhưng khi tại cái thời điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, bản thân tôi mới thấy là có lẽ đây mới là thật sự, nó mới là cái cuộc chiến lớn thật sự, mà chắc chắn là nó quá lớn trong cái mình phải đối diện với nó. Rồi chúng tôi cũng sẽ rời khỏi cái bệnh viện hồi sức COVID này để trở lại với cái ngôi nhà của mình, với gia đình mình, với những đứa con của mình, hay là trở lại với công việc đời thường của mình, của một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy, tại cái khoa hồi sức, hay là trở lại với đồng nghiệp của mình. Thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế, mong không mong sao là sẽ khơi gợi lại những cái gì nó đã trải qua trong cái khoảng thời gian này, đối diện với những cái đau thương mất mát có, đối diện với những cái ngày tháng mà mình không, những đêm mình không ngủ, nhưng cũng có những cái hạnh phúc vỡ òa khi mà chúng ta cứu được ngay cả mẹ và con, khi mà chúng ta cứu được những cái mạng sống mà từ chúng ta nghĩ là họ đã từ cửa tử rồi, mà chúng ta cùng với nỗ lực của mọi người chúng ta mang lại được, thì nó tạo cho mình ký ức. Và có thể là khi có thể bạn sẽ bất chợt bạn sẽ được gợi nhớ lại, thì nó sẽ làm đôi khi cái cảm xúc nó sẽ vỡ òa, và chắc chắn là mình không thể nào, mình tôi nghĩ là mình sẽ có thể là cái giọt nước mắt của người đàn ông lúc đó nó là từ cái cảm xúc của mình. Thì chúng tôi chỉ mong sao là khi cái cuộc chiến này kết thúc, những đồng nghiệp của chúng tôi, những đồng đội của chúng tôi, các anh em từ các mặt trận sẽ có thể gặp lại với nhau, có thể nhìn lại với nhau với một cái gương mặt thật của mình, với những cái tình cảm thật sự của mình, và sẽ ngồi lại với nhau để mà có thể là tạo nên cái sự gắn kết thêm sâu rộng hơn của vùng miền. Và đó là cái điều mong chờ của chúng tôi, để mà làm sao chúng ta trở lại thật sự cái cuộc sống bình thường mới nhất có thể, sau khi chúng ta đã phủ vaccine, sau khi chúng ta có thể, chúng ta sẽ xem đây là một cái bệnh dịch, một cái bệnh truyền nhiễm mà chúng ta đã phủ vaccine đầy đủ, và chúng ta sẽ thay đổi cái hành vi, cái lối sống của một số người để làm sao tuân thủ những cái khuyến cáo của ngành y tế mình cùng với việc phủ vaccine đó, để làm sao mọi người có thể ngồi lại với nhau bình thường nhất, mong chờ cái sự bình thường nhất, một sự tự do nhất, và cái dùng cái từ tự do thật sự để mình có thể cái cuộc sống hàng ngày của mình.